chào các anh em. Chào mọi người. Chào. Quang Hỷ cũng tới rồi kìa. Xin chào. Chào các anh em. Chào các anh em. Cứ chơi tiếp đi, cứ chơi tiếp đi. Chào anh. Chào mọi người. Chào anh. Chào mọi người. Toilet Nam nhà hàng Hữu Tài, 19:27. Chào mọi người. Chào anh. Anh Thác Xa. Ha, ông mới được ra tù mà. Gặp lại ông tôi mừng quá trời quá đất à. Không gặp lâu rồi, vẫn cứng cáp như xưa ha. Giờ hồng phúc của cậu đó, anh Thác Xa. Cảm ơn cậu hôm nay đã cho tôi một bàn tiệc nha. Tôi vẫn theo ba người bạn thôi, tiệc mất mặt quá. Ai, không sao. Lát nữa mỗi bàn tôi cho một người qua ngồi chung với ông. Thác Xa tôi cái gì nhiều nhất hả? Người là nhiều nhất đó. Ai là không biết cậu có nhiều người nhất chứ. À, ông mới ra tù, thế nào đi nữa tôi cũng phải tặng ông một phần quà lớn à. Không cần cái sao đâu. À, cần chứ. Cặp nghỉ hưu này á. Ấy, lỡ lời. À, xin lỗi, cặp kỳ hưu này tặng cho ông, được không? Chiêu phúc chiêu tài, còn ghê hơn mèo chiêu tài nữa. Ông mới được thả ra, nhất định cần tới đó. Nhưng mà ông ở trong đó sung sướng quen rồi, vậy thì ăn xong bữa này coi như nghỉ hưu luôn đi. Phần quà lớn này đúng là tôi cần lắm đó. Ý kiến của cậu tôi nhất định sẽ suy nghĩ. Nè Đinh, hướng 3 giờ bên tay phải của cô có nhóm người mới tới đó, qua đó coi thử đi. Được. Thác Xa đang nói chuyện với một người đàn ông. Người đàn ông dẫn theo 3 người, toàn bộ đều là người lạ hết đó. Cô hãy tìm cách gì đó tiếp cận bọn họ đi. Ok. Tại sao tín hiệu lại bị nhiễu? Đinh à, có thể là có người đang làm việc với cô đó. Chú ý coi xung quanh có ai không. Người này có thể là người bạn mà chúng ta cần tìm. Tìm ra người đó đi, nhanh lên. Uống đi. Tại sao là hết nhiễu rồi? Ủa, bây giờ lại nhiễu nhiều hơn nữa. Ăn nhiều quá ha. Bây giờ càng ngày càng nhiều nhiều hơn. Xung quanh cô có ai vậy? Thì là Thác Xa Bảo Xích và mấy người lạ mặt đó. Cô tới gần bọn họ đi. Ừ. Tín hiệu nhiều biến mất rồi. Cái gì? Mọi người, tới giờ thầu trường học rồi. Mọi người về chỗ, về chỗ. Thưa các chú bác, thưa các anh em, hôm nay Thác Xa tôi có thể lên tới vị trí trưởng quản đều nhờ vào tất cả các anh em trên dưới Hồng Anh xã này. Hôm nay là ngày vía ông, xã đoàn đã chuẩn bị một tấm trường hồng để khai quang cho chúng ta thầu phiếu. Có câu nói, thầu được trường hồng thì không cần sợ nghèo. Toàn bộ số tiền này đều thuộc về xã đoàn, vừa có ích vừa giúp ích cho xã đoàn. Mọi người nói có tốt không? Tốt. Được rồi, giờ không tốn thời gian mọi người. Tóm lại, ai trả giá cao thì giành được thôi. 88 ngàn. Có ai trả cao hơn 88 ngàn không? Có không? 88.001 đồng đi. Trời ơi, sao kỳ vậy? Một đồng được sao? 188 ngàn. 188.001 đồng đi. Giỡn mặt hả? Nè, quả. Mỗi lần anh thêm một đồng, vậy tới sáng cũng chưa thầu xong nữa. Nặng mùi thuốc nổ quá, có chuyện gì không vậy? Chắc không đâu, mọi người đều vì xã đoàn mà. Ê, góp tiền vào xã đoàn, có bao nhiêu thì ra bấy nhiêu thôi mà. Mỗi lần tôi ra giá đều vì đủ hơn Bảo Xích một đồng đó, có được không? Được, vậy thì tôi ra giá 188.002 đồng. Nói chơi hả? Thằng cò nhỏ như mày mà cũng có được 180 ngàn sao? Tôi theo anh Bảo Xiết kiếm ăn đó. 180 ngàn chỉ là chuyện nhỏ, tôi không lẽ mất mặt như anh ra giá từng đồng từng xu. Nói gì vậy? Anh nói như vậy là sai rồi. Mọi người đều muốn giúp đỡ cho xã đoàn mà. Có tiền thì ra giá hàng chục ngàn, mấy người không có tiền thì từng đồng thôi, có gì đâu. Làm gì có thường người ta vậy? Vậy tức là người ta không có tiền sao? Nếu như mày có nhiều tiền như vậy thì tiền mặt 200 ngàn. Có tiền thì tự lên sân khấu lấy. Không có hả? Vậy xin lỗi nha.
Đại ca số 1. Đại ca số 1. Xin lỗi nha Quả. Hồi nãy tao định lấy 3.000 để làm quà tặng. Ai dè nhanh tay quá, lấy nhiều hơn. 200.000 thì không có rồi, 250.000 thì vừa đủ. Đại ca hay quá. Đại ca, chúc anh như tấm trường hồng này vậy, luôn gặp may mắn, càng kiếm càng nhiều tiền. Tốt. Anh Thái Sa, em cũng chúc mừng anh, ngày nào cũng như hôm nay, luôn gặp nhiều may mắn. Ý, anh tưởng là sinh nhật hả? Tất nhiên là phải giúp đại ca, năm nào cũng làm trưởng quản cho anh quản tụi em suốt đời luôn, đúng không đại ca? Ừ, được đó. Thái Sa cậu tốt quá rồi đó. Có con người dũng mãnh như vậy giúp cậu xử lý hết mọi chuyện. Bây giờ cậu có tiền tài, lại có nhân tài, vị trí trưởng quản kỳ sao cũng không thoát khỏi tay của cậu rồi. Nói toàn chuyện gì đâu không à. Chúc mừng Thái Sa. Ủa, đàn em hả? Cũng coi như là phải. Tại tới mức kiếm thằng mặc vest làm đàn em, không biết còn tưởng là dạy phụ đạo. Thái phục ông luôn. Anh làm ơn tha cho tôi đi, đã xem cái chục ngàn lần rồi đó. 11 thằng lưu manh, 1 thằng chí mén và 5 chai rượu. Tôi xem tới đỏ mắt luôn rồi nè, anh có thấy không hả? Thực sự là không có vấn đề gì sao? Nè, anh cũng đã điều tra hết rồi. Mấy thằng lưu manh với một đống hồ sơ cao như là núi, làm sao có thể là nổi gián chứ. Tên chí mén đó càng không thể nào, căn bản là côn đồ từ nhỏ, sao có thể là đồng nghiệp của mình chứ. Vậy tại sao tín hiệu lại bị nhiễu? Thì có người sử dụng chung một tần số thì bị thôi. Thì trong đó không có đồng nghiệp của mình thật mà. Cô xem kỹ rồi hả? Kinh nghiệm nói cho tôi biết, nhất định là anh ta đang ở trong đó. Không có là không có, anh tưởng là tôi mù hả? Anh cho tôi tiền cũng vô ích thôi. Không có là không có. Khúc xạ tivi mạnh lắm đó, gây hại cho mắt lắm. Anh phiền quá đi à. Nể mặt anh, tôi giúp anh lần này thôi đó nha, để anh từ bỏ hy vọng đi. Cấp cấp như luật lệnh cho ngươi ra. Ở đâu hả? Nè, thấy rồi. Ở đây nè, thì ra bị mấy người này che mất, vừa bị phản chiếu trên tấm kính kìa. Có phải đúng rồi chưa? Lấy đi. Nè, cảm ơn nhiều nha. Có gì thì cứ lên tiếng, giúp được nhất định sẽ giúp. Vậy tức là hình người phản chiếu trong tấm gương đó có thể là nội gián mà chúng ta cần tìm. Ở trong tình trạng nào mà nhiễu sóng đột ngột bị mất? Hoặc là bị hư, không thì bị ướt nên mới bị ngắt thôi. Manh mối lỡ chỗ anh ta. Không phải chứ, chí mén cũng có khả năng đó hả? Cầm ly rượu giống như là bị đổ ướt gì rồi vậy. Tôi biết rồi, nhất định là chí mén không cẩn thận làm đổ máy liên lạc của đồng nghiệp đó, như vậy là hết bị nhiễu thôi. Hợp lý đó. Đưa tiền. Hợp lý không có nghĩa là đúng hết. Muốn biết có tiền thưởng hay không, cô phải chắc chắn là nhớ rõ khuôn mặt của người trong tấm kính. Cấp cấp như luật lệnh, phải nhớ cho bằng được, phải nhớ cho bằng được. Tôi biết rồi, là đàn em thân cận của Đàm Quang Hỷ. Các vị Việt Nam 嘅观众, tôi TVB 嘅节目系咪好正咧？唔知啊，我哋新推出嘅越南恋爱频道都精选咗海量嘅爱情剧集等紧你哋，快啲 click 下边条 link like 同 subscribe 啦！